Trong rất nhiều công trình phần việc thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bạc Liêu đã tùy vào điều kiện của mỗi địa bàn để triển khai mô hình học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những phong trào trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu đến xây dựng phường văn minh đô thị, hoạt động thiện nguyện sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn đều có sự hưởng ứng tham gia tích cực của chị em phụ nữ. Đó là nội dung chuyên mục thành phố Bạc Liêu trên đường phát triển kỳ 3 tháng 5 năm 2022. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 7 giờ và phát lại vào lúc 17 giờ 55 phút thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2022. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chuyên mục thành phố Bạc Liêu trên đường phát triển trên địa chỉ website thbl.vn, youtube.com/bacliutv, facebook.com/truyenhinhbacliu. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.